nhưng không thể xử lý tốt trái bóng. Đây là sự thay đổi người có tính chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Thủ môn Vũ Tuyên Quang được tung vào sân để thay thế cho Trần Minh Hoàng. Có lẽ đây là bài toán và giải pháp mà nhà cầm quân của Bình Định lựa chọn, tập trung để che bóng vào bên trong. Phản công dành cho Long An, không có tình huống bên dưới. Bóng đã nằm gọn trong lưới của Vũ Tuyên Quang. 2-1, cơn địa chấn đã xảy ra trên sân vận động Quy Nhơn. Long An vượt lên dẫn trước và đang đứng trước cơ hội cực kỳ lớn để giành vé đi tiếp. Một tình huống vào bẫy việt vị quá hay của Thanh Long và dứt điểm chuẩn xác. Tuyên Quang băng ra nhưng không đủ nhanh để có thể xử lý được trái bóng này. Và tình huống dứt điểm quá tỉnh táo của Thanh Long đã giúp cho Long An gần như chắc chắn giành vé đi tiếp. Ngay sau khi mà Trần Văn Trung bỏ lỡ một cơ hội thì lập tức là câu trả lời của Long An, và câu trả lời này thực sự là đánh thép. Đã hết 4 phút bù giờ và Long An đang dẫn trước 2-1. Đây là cơ hội cuối cùng và Vũ Tuyên Quang đang có mặt. Đánh đầu, bóng đã sượt đầu của Hồ Tuấn Tài và hết giờ. Bất ngờ đã xảy ra trên sân vận động Quy Nhơn khi mà Long An trong thế lội ngược dòng đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1.